jungle. Thì qua đây á, mình sẽ xin hướng dẫn đó là cái thao tác hàng luôn ha, thao tác hàng luôn để anh em mình có vấn đề mà hàng á, thì sẽ tự xử lý luôn. Thì cái thao tác hàng á, thông thường á, những anh em hàng á lại hay để cái chụp khí này để cách cái vật liệu càng hàng quá cao ha, thì khi mà hàng nó sẽ bị nổ, nó vào món hàng nó không dính nè. Ví dụ mình hàng để cao quá, hàng không dính này đó, nó sẽ văng ra những cái nó sẽ nổ lên tinh, quý vị thấy chưa? Nhưng mà món hàng nó không dính đó, nó vón cục lại, thấy chưa? Đó thì hàng giờ là sai ha. Hàng mít thì mình sẽ để sát xuống, một là hàng kéo hoặc lui, tức là hàng từ phải qua trái, hoặc là hàng xà lui, hoặc là hàng tới gì đó ha. Cái đó là kỹ thuật hàng thì anh em tìm hiểu thêm. Còn cái cách mình nó là hàng á, thì mình cũng có, mình làm ngành này cũng lâu rồi và mình cũng đọc sách báo thì mình rút ra kinh nghiệm. Thì khi mà hàng á thì để sát xuống ha, để sát xuống. Nếu mà anh em nào quen á thì chưa quen á thì để hai tay đó, tức là để hở. Nếu mà trường hợp anh em nào quen á thì để hở tầm khoảng 1-2 ly đó, mình định vị một điểm 1-2 ly thì hàng nó đẹp hơn đó. Còn anh em nào mà nhuyễn thì hàng một tay cũng được ha. Đó thì cái đó là tùy anh em cầm thôi, thì tốt nhất là anh em cầm hai tay và để sát xuống ha, sát xuống vật liệu cần hàng. Và cái máy hàng Mid Mini không dùng khí á, nó khác cái dùng khí á. Ví dụ là dùng khí thì bóp cò súng và buông ra thì mối hàng nó ăn, nhưng mà không dùng khí á là bóp buông thì mối hàng nó ăn rất ít. Bởi vậy á, không dùng khí á thì anh em á phải hàng này bóp này, ví dụ nha, bóp buông, tức là làm sao cái mối hàng mình nó lan tỏa ra ha, nó là vào mình hàng mình đi theo cái điểm nóng của mối hàng á, thì mối hàng nó sẽ được, chứ không phải như là bóp buông thì nó mối hàng nó ăn rất ít, thấy chưa? Này mối hàng nó rất ít đó, này bóp. Có những anh em hàng vậy á thì nó không có dính, bởi vậy nên là hàng không dùng khí là này, bóp buông đi theo điểm nóng, bóp buông đó ha. Anh quý vị nhớ lưu ý nha. Anh em á mà muốn cái mối hàng lan tỏa là anh em phải bóp như này, bóp buông đó, và đi đều tay ha, thì mối hàng sẽ đẹp. Còn về cái hướng dẫn mà cái cách chỉnh volume á, để mà hướng dẫn cho quý anh em á là cái volume, ví dụ từ sắt dày hay mỏng thì điều chỉnh volume như thế nào cho hợp lý á. Hiện tại đó là cái sắt hồi nãy mình đang hàng là tầm 1.2 ly, thì mình đang để một cái mức ra dây là tốc độ số 3 số 4 được, mình để volt cái lửa hàng là tầm số 4. Thì khi nào mà nó hàng mà nó mạnh điện quá thì mình giảm xuống 3.5 hoặc là 3, và cái này mình hạ xuống một xíu, hoặc là mình để nguyên được, mình hàng mình cân đối hai cái này nó song song với nhau, tương đương với nhau ha. Đó thì quan trọng cái thao tác hàng, anh em hàng một thời gian sẽ quen thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ hàng tiếp theo ha. Vâng, và bây giờ mình sẽ xin thao tác hàng máy hàng Mid Mini dùng khí CO2. Thì giữa thao tác dùng khí CO2 thì nó rất là dễ dính, mình bóp mình buông là nó đã dính rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ hàng, thì thao tác hàng cũng giống như hàng không khí, để sát, để chụp khí sát xuống vật liệu cần hàng và mình hàng thôi ha. Hiện tại là ở mức volume ra dây ở mức số 3 và volume volt thì ở mức số 7. Và quý thị khi quý vị thấy cái món hàng chưa ha, cũng khá là đẹp ha. Thank you.
Và cảm ơn quý vị đã xem video hướng dẫn lắp ráp và thao tác hàng cơ bản của máy hàng Mid Mini Bezo. Vâng, và cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. We'll be right back.